Kính thưa tập đoàn phục vụ, chiều thứ năm tuần thánh hôm nay, chúng ta cùng với toàn thể hội thánh chính thức khai mạc tang nhật vừa qua bằng thánh lễ tiệc ly. Thánh lễ hôm nay, giáo hội kỷ niệm việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể vào bữa ăn tối cuối cùng với các tông đồ trong bữa tiệc ly trước đêm hấp hối trong vườn cây dầu, để muôn đời tưởng nhớ tới sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu giữa chúng ta. Đồng thời, hôm nay Chúa Giêsu cũng thiết lập bí tích truyền chức thánh và ban giới luật yêu thương cho chúng ta. Khi Đức Giêsu biết giờ của mình sắp trở về với Thiên Chúa Cha, nên Ngài đã yêu thương họ đến cùng. Chiều nay, chúng ta kỷ niệm việc Đức Giêsu lập bí tích thánh thể. Đây là bí tích cao trọng nhất trong bảy bí tích. Cao trọng bởi vì bí tích này, Chúa Giêsu đã hiến dâng thân mình làm của ăn, của uống để nuôi dưỡng nhân loại và ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Ngài yêu thương và yêu thương hết mình, yêu đến nỗi bằng lòng chịu chết, biết làm sao cho người mình yêu được sống và hạnh phúc. Thật vậy, Ngài đã trao ban chính thân mình làm bảo vật, để mỗi khi các tông đồ cũng như những người tin cử hành và tưởng nhớ, thì Ngài hiện diện cách trực tiếp nơi mầu nhiệm cử hành là bí tích thánh thể. Khi đó, Chúa Giêsu trở nên đồng hình, đồng dạng với người đón nhận, để từ đây trong ta có Chúa và trong Chúa có ta. Ôi, còn gì cao quý và hạnh phúc cho bằng ta được thông thần vào thần tính Thiên Chúa với Đấng là Thiên Chúa, nhưng lại chia sẻ thân phận con người với chúng ta. Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu với Chúa Cha làm toát lên đặc tính kỳ diệu đó. Lạy Cha, Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Giáo hội tiếp diễn ý nghĩa hiệp thông với mọi thành phần khi đã liên kết với Chúa Giêsu qua kinh điển tụng thánh thể. Chúng con nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ lên một nhờ Chúa Thánh Thần. Qua bí tích thánh thể, mỗi người được hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa thông qua bản thể Đức Giêsu trong bí tích thánh thể, đồng thời cũng được liên kết chặt chẽ với nhau trong cùng một thân thể. Đồng thời, hôm nay sau khi thiết lập bí tích thánh thể, Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích truyền chức thánh liền sau đó như một sự liên hệ liền mạch và mật thiết với nhau. Đúng thế, không thể có thánh thể nếu không có người cử hành thánh thể. Vì thế, Chúa Giêsu đã trao ban thừa tác vụ đặc biệt, đó là chức linh mục cho các tông đồ, để sau này các ngài đảm trách những việc làm của Đức Giêsu như vừa làm, và các ngài tiếp tục truyền lại cho những người kế vị các ngài cho đến tận thế. Nếu mới nghe, chúng ta dễ tưởng lầm là bí tích truyền chức chỉ có liên hệ hay dành riêng cho các linh mục, nhưng không. Bí tích truyền chức thánh liên hệ chặt chẽ với cộng đoàn, bởi vì bí tích truyền chức thánh thuộc về nhóm các bí tích xây dựng cộng đoàn. Thật thế, chức vụ linh mục không phải cho bản thân đương sự, vì các ngài không thể đương tha tội cho mình, các ngài cũng không thể ban phát các bí tích cho mình. Vì thế, linh mục của Chúa, của giáo hội, của mọi người, cho mọi người và vì mọi người. Nếu Chúa Giêsu trước kia đã đến để cho con chiên được sống dồi dào, thì ngày nay các linh mục cũng được trao ban trách vụ ấy. Ôi, huyền nhiệm và cao quý vô cùng!
qua bí tích chuyển chức thánh, Chúa Giêsu hiện diện cách trực tiếp khi các linh mục cử hành phục vụ trong vai trò đại diện cho Đức Giêsu là đầu của thân thể. Và như thế, mỗi người chúng ta luôn được các ngài chăm sóc, nên không bị rơi vào tình cảnh bơ vơ, mồ côi và vì không có người chăm sóc. Các ngài sẽ thay mặt Chúa thi hành việc Chúa trong vai trò lãnh đạo, phục vụ và thánh hóa vì tình yêu. Cuối cùng, hôm nay chúng ta chiêm ngưỡng khung cảnh Chúa Giêsu quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ. Qua việc rửa chân cho các môn đệ, Chúa Giêsu đã mặc lấy thái độ của một người đầy tớ quỳ xuống rửa chân cho chủ. Trong phần tiệc ly, Chúa Giêsu cũng quỳ xuống để rửa chân cho các môn đệ và truyền cho họ làm như vậy cho nhau. Chúng ta nhìn lại việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ. Theo nền văn hóa Do Thái, đó là công việc riêng của những người tôi tớ và của người thấp hèn nhất trong gia đình. Chính vì thế, Thánh Phêrô mới đầu đã lên tiếng từ chối việc thầy rửa chân cho mình. Nhưng sau khi nghe Chúa Giêsu giải thích, Thánh Phêrô mới chịu để Chúa Giêsu rửa chân cho mình cùng với những môn đệ khác. Liền sau việc làm, Chúa Giêsu mặc áo lại, ngồi vào bàn và ngài giải thích ý nghĩa của hành động ngài vừa làm cho các ông. Anh em gọi thầy, là Chúa, điều đó phải lắm. Vì quả thật, thầy, là Chúa. Vậy, nếu thầy là Chúa là thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như thầy đã làm cho anh em. Qua hành động rửa chân cho các môn đệ, Chúa Giêsu đã để lại cho các ông và mỗi người chúng ta bài học về sự khiêm nhường phục vụ. Tuy nhiên, để thực hiện được hai nhân đức này thì cần phải có tình yêu là động lực. Vì thế, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta, đó là mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy là anh em có lòng yêu thương nhau. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho thánh lễ cử hành chiều hôm nay đưa chúng ta vào mầu nhiệm của bí tích thánh thể, mầu nhiệm của thiên chức linh mục và giới văn trọng nhất là bác ái yêu thương. Chúng ta hãy cố gắng ghi nhớ những điều này để áp dụng vào trong cuộc sống đức tin hàng ngày của mỗi người chúng ta. Đó là chúng ta biết siêng năng tôn thờ Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, nhất là tham dự thánh lễ và rước Chúa Giêsu thánh thể, sống kết hợp mật thiết với ngài và sống yêu thương anh chị em của chúng ta.